Chào cả nhà, hôm nay tôi sẽ review cho cả nhà một bộ phim siêu hài hước của Tinh Gia. Trong lúc đang tán gẫu thì cô Ngọc tới nhận quà. Anh Tinh vì mải mê ngắm vòng mùa diệu kỳ của cô nên bị cô coi thường. Dưới ánh trăng, anh Tinh luyên thuyên về những bộ phim tình cảm rồi hôn cô. Nhưng đâu có dễ vậy, cô nói rằng mai cô đi Nhật rồi, nếu có duyên gặp lại thì cô sẽ trao cho anh tình yêu. Cứ nghĩ cô sẽ bất ngờ hạnh phúc ôm lấy anh, nhưng không, cô giờ đã đổi gu sang làm nghệ nhân vuốt gốm rồi. Để thay đổi chiến thuật, anh bèn đổi một bộ quần áo trông rất hoang dại. Anh cùng cô vuốt gốm trông rất hạnh phúc, trong nền nhạc lãng mạn hai người cầm tay nhau và trao cho nhau cục đờm béo ngậy. Nhậu say bí tỉ, Bồ Nhí phải đưa anh Mã vào trong nhà. Sau khi nghe những lời nói không hề giả chân tí nào của Bồ Nhí, bà cả quyết định bỏ nhà rời đi. Hôm sau, cô Bồ Nhí chuyển thẳng tới nhà anh Mã ở luôn. Bên kia, anh Tinh đang chuẩn bị vui vẻ cùng em gái xinh đẹp thì Ngọc gọi điện tới hỏi thăm. Anh Tinh tưởng cô đang bên Nhật nên hí hửng nói nếu bây giờ em đứng trước mặt anh thì có chết anh cũng chịu. Mở cửa ra, anh đứng hình khi Ngọc trước mắt anh. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tưởng rằng thoát nạn nhưng không ngờ trong lúc đang ôm gái nhảy anh lại dẫm mẹ vào cái ván trượt. Cô gái bị đẩy lên lại lăn theo cầu thang ngã tới chỗ hai người. Ba người đi qua đi lại nhìn nhau rồi anh Tinh bị đạp văng ra đường. Bằng trình độ hơn 20 năm luyện võ của mình, anh né được hết tất cả các chướng ngoại vật. Anh bị trái trứng cút rơi vào đầu làm đa chấn thương não. Tại bệnh viện, bác sĩ cũng nói rõ bệnh tình của anh Tinh. Do trứng cút rơi trúng đầu nên anh bị đa chấn thương, trừ khi gặp được đả kích lớn thì đầu mới phục hồi lại được. Cô Bồ Nhí chăm sóc cậu em chồng khá khốn khổ. Anh cả đã thuê một em y tá tới, không ai khác đó chính là Ngọc. Ngọc nghĩ anh giả vờ nên muốn thử. Cô nhẹ nhàng tới đút cháo và nói với anh, em sống tới giờ chưa bị ai lừa gạt, không ngờ anh lại làm vậy với em. Ngọc mỉm cười cầm cây kéo lên cô điên cuồng cắt. May cho anh Tinh là cô mới tập dượt nên con chim non không sao. Không ngờ anh Tinh lại phun nước tiểu vào mặt cô. Cô đập chai thủy tinh, một lần nữa quay lại trả thù anh. Khi thì nhìn thấy anh Tinh đau đớn, đập đầu xin lỗi. Cứ tưởng anh đã trở lại nhưng không ngờ anh lại cho nguyên bình hoa vào đầu cô. Quá bực mình, cô cầm dao lên phải quyết tâm giết bằng được anh Tinh nhưng không ngờ anh lại cầm dao to hơn. Họ lấy bình nước tiểu ra dụ anh chạy từ phòng xuống máy giặt, rồi nhốt anh lại và bật máy lên. Họ cười rất thỏa mãn. Chị dâu trong lúc giận chồng không có việc gì làm bèn tới xin làm nhân viên cho một quán karaoke lành mạnh. Tại quán karaoke lành mạnh, gọi ai không gọi lại gọi chúng ngay chị dâu tới phục vụ. Cô đã thay đổi diện mạo, tuy tôi thấy không khác là bao nhưng có vẻ mấy anh trong phòng karaoke gu khá mặn. Anh Mã níu kéo vừa lại, nhưng cô không chấp nhận. Sau chuỗi ngày đánh thức tiềm năng của anh Tinh thất bại, Ngọc tới từ biệt anh lần cuối. Không ngờ anh Tinh gọi tên cô trong niềm yêu thương trìu mến, hai tay cầm cưa máy. Ngọc cầm cây gậy gõ yêu lên đầu anh, chính điều này đã là anh thức tỉnh tiềm năng bấy lâu. Anh làm riêng cho cô một bức tượng, hai người ôm hôn trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cậu Tô và cô xong rất đau khổ uống rượu giải sầu. Họ ôm nhau khóc trong đau khổ, cũng từ đây hai người bắt đầu có tình cảm với nhau, nói những lời mỹ miều với cô. Đứng trước nhan sắc đỉnh cao cùng với mái tóc trên cả tuyệt vời, Ngọc đã tha thứ cho anh, hai người lên mô tô phóng đi hóng mát. Chị dâu chẳng may bị bọn bắt cóc với mục đích bán cho động chứa. Thấy bà xã bị bắt cóc, ba anh lái xe đuổi theo, nhóm bắt cóc bị ép xe rồi tông vào cột điện ven đường. Bọn chúng cầm hàng nóng ra xả thì bất ngờ xe phát nổ. Trong lúc bị bọn chúng ép chạy vào rừng thì vô tình chị dâu dẫm phải bẫy, treo ngược lên cây. Đám bắt cóc chúng đạn chết như ngả dạ. Kết phim, chị dâu được giải cứu, cả nhà tới thánh đường làm đám cưới. Ai nấy cũng trong niềm vui sướng hân hoan, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.